Ui ôi, ôi nhanh thế. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, thằng Caramel chưa tới. Anh ơi xin nó 3 phút. Xin đủ 3 phút. Tao thăm tù 3 phút. Thăm tù 3 phút thôi. Còn đâu là 2 phút. Anh không thấy tao. Nó phản tội rồi anh bố à. Tại sao mày lại đi cho thằng kia? Ai cho mày? Tại sao? Con đi ra nhìn. Con mèo. Tại sao mày đi ra thằng kia? Cái gì con khác nào? Làm siêu, không đi đâu đâu. Này, mày có đi về không? Em không về đâu. Đi về. Đi về đâu đây? Oh my god. Đi về. Con lợn này đi về không? Người ta xin rồi, con... Đi về. Anh phải khuyên nó kiểu gì đi. Đi về đi. Đi về ra nhá, anh trả. Thương em, anh đừng hỏi. Đi đường đứa khác. Không có đường đứa khác đâu. Hôm qua anh con đi ngủ mà anh đi đường đứa khác đâu. Hôm qua anh đi gì? Đi cà phê, đi mua chút. Mày đừng có vào nữa đâu. Mày đừng có bố láo nữa. Mua tà tưa mẹ chút tiền chồng một con láo ý. Đi về không phải đâu, không phải như mày nghĩ đâu. Thật. Hôm qua anh bố đây chỉ nói về học nhầm nhé. Thế chứ mày biết thì bây giờ đi theo làm kia tốt đẹp cái gì. Thằng năm nó ngu đần thôi, tại sao mày lại còn ngu đần hơn nó nữa. Nó như vậy, thằng đấy nó mua trẻ sữa mà xin cho cô thằng cháu mà. Không cho mẹ đâu. Làm đi về đi. Cái gì vậy đó? Tự dưng. Đi sao? Em không về bây giờ nhá. Vâng. Sao? Để trả từ em về. Anh thương em được 1-2 ngày thôi, anh lại vứt em đi gì? Đồ. Tao vứt mày đi bao giờ đâu mà mày bảo tao vứt mày đi. Hết, đã chỉ lợi dụng là lại vứt đi. Đã chỉ vứt mày đi. Đúng rồi, anh bốn anh ấy chỉ lợi dụng em thôi. Bao giờ em biết giá. Mày đi bộ đi. Mày không muốn nó về à? Có chứ. Tao khuyên nó mà. Anh chưa mua cho mình cà sữa. Đi về đi. Đi về đi, ngày mai tao mua cà sữa cho mày uống. Thấy chưa? Thật nhá. Thật. Mày kia mua nhiều hơn. Mày kia về đi. Đi về đi, ngày mai mày kia, ngày kia tao mua thua. Cái bọn này nó bị làm sao đấy. Đi về đi. Lại nhá. Anh cay cái con kia nó bố, nó bảo anh điên. Anh điên. À thấy chưa? Điên. Thấy chưa? Cái con kia có nghĩa là anh ấy đi với con đấy nhưng nó bảo anh điên nên là. Đúng rồi. Hóa ra là anh chỉ là giữ phòng. Sau là anh tìm đến nhà làm sao? Không, mày đi về đi nhé. Bây giờ anh đi về. Chúng ngay đi một trà sữa cho mày uống. Thật nhá. Vâng. Trả vờ đấy. Trả vờ đấy. Mình còn kia đá anh mới đi theo mày thôi. Không phải đâu. Anh chưa bao giờ anh không chơi với đứa nào cả. Anh chỉ có một người yêu trên này. Anh làm sao mà đá được anh? Em gặp anh chỉ đâm mày em. Anh trả cháu em. Mấy bây giờ? Ôi thằng đi bơ nó chỉ cho 3 phút thôi đấy. Hết thời gian nữa là nó đuổi mình đấy. Tao muốn trả sữa cho mày uống. Mày chơi làm gì vậy? Đi về. Đó rồi, đứa cương quyết nó không đi rồi. Đi về. Ngày hôm qua nó va một phát vào đấy là va vào tim thằng Reaper luôn rồi. Đi thế nhà mày cây lại đi chết thằng Reaper ra nữa. Mình ngu thế. Mày xong chưa? Chưa, sao? Mày thông cảm tí, bọn tao nhiều chuyện. Không có ai, cái thằng Jibber. Nó lừa mày đấy. Không phải đâu, thằng Jibber nó thật, nó thích cho mày nó. Nó mua cho em một cốc trà sữa. Ôi hồi, nó mua cho mày hẳn một cốc trà sữa cơ. Ồ. Mày trả để cho anh hết nào. Ôi thế mày quan độc, mày cũng chẳng cho chị. Đấy, mày thấy chưa? Trời ơi, bây giờ nó mua trà sữa mà chúng mày ơi, hai đứa chúng mày nói chuyện xong chưa? Thằng Sáu có về không? Em không về đâu. Nhìn này. Ê, nhưng mà ở đây cứ là nó mua trà sữa nó uống, mày đi tao uống với nhá. Đi về. Đi về. Nhanh này, thằng Zipper nó bảo nó tắt hết giờ rồi. Tắt hết giờ rồi. Nó chạy đi. Thằng Zipper. Ôi, ơi. Anh ơi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Đã bảo rồi. Người ta đã có kinh nghiệm rồi. Đã bảo rồi. Nó thăm tù nó chỉ cho 3 phút thôi. Nó bảo rồi nó chỉ cho thăm 3 phút thôi mà anh không nghe gì cả. Ôi giời, đứng gọn ra. Đứng gọn ra. Đứng gọn.
Con lợn này. Chúng mày ơi, chúng mày ơi dối. Chúng mày ơi chạy đi. Em chạy trước đây. Thằng River. Đã bảo thằng River. Nó kêu sáu kìa. River nó đòi sáu đấy anh ạ. Về sáu rồi. River. Ôi gì? Đi về đi. Đi về đi. Sáu. Đi về đi. Thấy chưa? Ôi ôi ôi. Ôi ôi anh tối thì không chửi đi thôi. Sáu đi. Sáu ơi đi về. Sáu ơi cút ra. Sáu đi về. Sáu đi về. Sáu ơi. Đi về. Không, đi về. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Nào anh em ơi. Rồi chết ra đứng giữa đi. Đứng giữa. Chết ra đứng giữa mất cờ em à. Rồi ok. Rồi rồi rồi. Ủa anh ơi, thằng River nó ngộ rồi. Anh không kéo được thằng 6 đâu. Đã 6 ra. Đã 6 ra. Đâu đi về cháu rồi. Kéo nó về đi anh ơi. Đứng dậy đi. Đi về. Đi lên đi về. Đứng lên. Dạ đây. Mày có về không? Dạ là mọi người nghỉ người ngắm chị một. Ôi trời. Đi về. Đi về. Đi về em ơi. Đâu? Đi về. Đi về. Thằng River nó bị làm sao cứ lộn cổ. Nó bị bật lời sợ. Đi về. Đi về. Đi về, đi về 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 đi nhà công nghiệp có một cái quần thôi. Cách áo của nó cũng có quần áo mặc đâu. Mày ơi. Mày kéo. Mày có về sao? Mày có về không? Mày có về không? Mày nói đi. Mày có về không? Mày nói đi. Nó không về đâu. Nó lỡ đây. Mày không về đâu. Không về. Không về. Hai thằng chúng mày chạy đi. Ôi. Chạy rồi. Ôi ôi. Thằng này nó khỏe lắm anh ơi. Ôi ôi anh ơi, phải làm sao đây, nó mạnh vậy. Tóm lại là tại cả hai đứa mày có mỗi tao là vô tội thôi. Không, tại anh bậy. Này bây giờ nhá. Tại gì anh? Tại gì anh? Này anh không có mỗi việc cả anh bốn chạy đi, anh không chạy anh giữ lại anh bốn. Em chạy trước mà. Kéo thằng cái gì? Em chạy trước, nãy em còn đi đái nữa. Ôi còn đi đái nữa. Ê, mày đi đái, chắc có lẽ anh bốn lại đi ỉa. Này đấy đúng rồi. Anh lại để cho anh đấy ra vườn rồi anh ẻ cái cục cứt tùng ở đấy thì đúng rồi cái cục đó. Vấn này cái cục đấy phải to gấp đôi cục cơ nãy. Ừ đúng rồi to gấp đôi các bạn. Hay là mình đi kiếm cục cứt của anh bốn đi. Cũng kiếm về làm sô cô la cho mày ăn thử. À
hay là tặng người yêu để hót cục cứt gói cục cứt đấy lại mà và tặng quà cho anh bộ nó cục cứt đấy lại mình mang về mình chiên ấy, nó sẽ thành cục cứt chiên xù. Anh chiên nhá. Em ơi bây giờ mình hót lại mình gặp anh bố mình mình giả vờ có anh ấy xè tay ra mình đổ mẹ vào tay anh đấy. Ồ, chơi không chơi chơi đi. Nhưng mà anh phải làm phải hót đi. Anh hót chứ hót ở đâu? Ở đấy lấy cái túi lấy cái công tay lấy lên lá chuối đừng vào. Hót hút hót hút cho vào gói đi. Ê, nhưng mà nó có tối lắm đấy. Nó tối lắm đấy. Không. Mày hốt cút thật à? Em không hốt đâu, anh có hốt đi. Mày hốt đi. Hốt thật. Hốt về cho em tặng người đâu à? Hốt về tặng cho anh bố này. Hốt về. Mình gói vào, bị đóng kín vào, xong mình gửi cho anh bố. Cho anh bố, anh bắp ra nhé. Bốc qua, cái gì? Bốc quả đấy hả? Ừ. Bốc đi. Nhưng mà cút của người mà không bốc được đâu. Sao bốc được? Cút của động vật chỉ còn bốc được chứ cút của người kinh lắm. Không kinh, bốc đi. Bốc vào. Bốc đi. Bốc đi. Bốc không. Không bốc mình để tại anh đấy. Đúng rồi, ngay cái việc bốc cút còn không làm được. Đã đi ra lại đồ tổ cho anh, bây bảo anh bốc cút chứ mà không được. Anh không bốc là đổ tội cho anh. Thì tất nhiên rồi, bây giờ việc gì anh không làm là lỗi của anh hết. Cái gì? Sao việc gì em không làm là lỗi của em đi? Không, việc gì em không làm là lỗi của không. Anh đi bốc cứt, nhanh lên. Này em không bốc đây, điên à. Bốc đi. Biết làm cũng thế đấy. Bốc đi. Thôi, giờ này một là anh đi bốc cứt. Hai là anh đi tìm anh bố. Mày ngố thế, mày lấy cái cây mà gắt. Không, em đi tìm anh bố đâu, cũng bốc cứt đâu. Đừng có em à. Không, phải đi bốc cứt, mang về cho anh bố mới hay. Không đi bốc cứt. Bốc đi. Mà em đi mà bốc cứt nhá. Tìm anh bốn người đi cứu. Nói trăng túi. Không em không trăng túi. Anh ấy tự bốc. Anh ấy tự bốc. Em biết là anh không bốc đâu. Anh bị dở. Bốc đi. Ngày xưa mày còn bốc cứt bò cơ mà. Không. Em đi mà bốc. Bốc đi. Anh bốc cũng được mà. Mà thì em bốc. Em bốc đi. Bốc đi. Cho bỏ anh bốc. Bởi vì anh bốc cứt. Đúng chưa? Nói thế chị hối. Nhưng mà đừng có mơ bắt anh bốc cứt nha. Em đi mà bốc, anh đi kiếm anh bố này. Bốc đi. Nghe việc bốc cứt mà không bốc được, bày đặt đi kiếm. Anh người ta. Ê, chắc em không bốc được, em không bốc được, em không bốc được hả? Em kiếm sao? Có việc bốc cứt mà không làm được. Kiếm sao? Kiếm sao? Làm sao? Cút. Em đánh anh em làm chó. Thả em làm chó, em đánh. Em đánh mà luôn. Thế mày có bốc không? Thế mày có bốc không? Không, em là con gái, em không được bốc tiếp. Mày không bốc tiếp đâu. Chán đời nhỉ. Thôi đi về vậy. Về. À phải tìm anh bốn. Lỡ đâu anh bốn lại yếu cục cút to hơn thì sao? À, bỏ anh bảy. Bảy thế mà bơ. Thế anh bốn đâu thì anh bốn chuẩn bị ỉa răng cái túi. Hứng. Kinh tởm quá. Ôi. Em thấy bọn mình ghê quá rồi. Kinh khủng. Không được, không được, không được, không được. Mà sao chị không hề ngờ khiếp như vậy. Eo ơi nhưng mà không ngờ là anh bố này có thể đi được cái cục nó to như thế. Đi kính mắt đi 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 đi. Mày cười từ nãy giờ. Mày cười như con điên ý. Thì em nghĩ là cái cục đấy thì... Cái cục đấy là cục gì? Nhưng mà quan trọng này vào đây đi nè. Thằng 6 mấy thằng 5 nó đang cãi nhau ở đây. Nãy giờ bọn mình vỉnh lên mà không. Ừ yeah. Wow. Wow. Em ơi đi lui lại tí nữa. Lại nữa đi em. Xong cái bô có đau như là cỏ rác rồi. Như cỏ rác luôn. Mày là cái chúa mày đuổi tao. Tao đến, tao chỉ vì cốc trà sữa tao đến thôi. Oh my god, lợi dụng nhau thế. Mày đi với nó là mày có cái nịt. Mày hiểu chưa? Hôm qua nó cho tao đi uống trà sữa đấy, nó lợn à. Nói chung là mày đeo cốc nữa. Mày nói. Nói cho mày nói. Mày em đáp. Thằng này chắc dặm phọt cất như anh bốn rồi. Con lợn này. Oh my god. Bây giờ thằng năm này ghen với thằng sáu. Đúng. Nó bảo là từ khi có thằng sáu này thằng Reaper ít quan tâm thằng năm nhiều. Mà sao nó cứ nằm vậy? Mình phải căng thẳng lên trước. Nhưng nếu mà ganh đua phải căng thẳng cơ. Bố la bố léo đó. Thích gì mày? Rồi ngồi dậy đi. Thích gì? Chúng nó có để mặt căng thẳng.
kia. Nói thật chứ mày, tao mà không biết bắt á, mày không tuổi gì luôn. Tao thật trai với tụi năm nó hơi nhiều rồi. Mày nãy mày hậu ai à, tao không biết mày trả gì á. Mày trả à, nào cũng vẫn trả, mày cứ phải đòi à. Tao đòi thằng căng luôn đấy. Mày thích đòi đâu? Ờ, bố đòi đấy. Mày thích đòi đâu? Tao không trả mày làm sao? Ông tự dưng đòi nợ nhau. Đòi nợ tình cảm. Tình cảm của River. Năm lít đối với tao đơn giản thôi, mà tao xem thái độ của mày là vâng như thế nào, tao mới trả thôi. Còn mày á, tao nhá, năm lít của tao chỉ là quả rác thôi. Còn mày á, à, nhưng mày á, mày không phải trả bố nhân đôi lên. Ui, năm lít với mày là quả rác, năm lít của tao nó là một bữa cơm nữa ấy. Mày nói cẩn thận nào. Này, mày đứng mơ, không đứng kinh thật đấy là tao. Mày cũng vậy thôi. Cái loại mày tao chưa thèm nói đâu. Mày nói bây giờ nó đang ganh đua tình cảm mà nhầy, nó ganh đua tiền, nó ganh đua, nó ganh đua với thằng Zipper, thằng sáu này chiếm hết tình cảm thằng Zipper rồi. Giờ thằng năm mày thôi, mày chết chỉ là thằng đến sau thôi. Tao đến sau nhưng mà mẹ mày cái tư cách của tao đi trước. Ủa nó đến sau nhưng mà Zipper nó vẫn thích sáu hơn. Tại mày cũng chỉ được một thời gian thôi, mày hiểu chưa? Đồ mày cũng sẽ như tao thôi. Tao là phao không chìm được, hiểu không? Ba đứa mà chìm thôi. Mày chuyển cái mồi, hiểu không? Này, xăng thì phát thì hết. Ok sao? Mày làm sao? Mày đớp thì tao chìm. Còn mày không đớp thì tao vẫn nổi lên. Này, đi. Tao vẫn đốt xăng nha. Đi ngút. Bay màu đâu, hiểu chưa? Đi thôi, tao là bình cứu hỏa này, con lợn à. Thế á? Tao là nước đây này, mày làm sao? Mày là nước thì kệ mày, nước đá à? Ừ. Đánh nhau cho mà xem. Ui, đánh nhau rồi. Ui, đánh nhau rồi, đánh đi. Không ngờ thằng River có giá vậy. Thằng River vậy là có sức hút đấy. Đúng rồi, oh my god. Wow, wow, wow. Wow, đánh nhau vì River. Wow, 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 wow. Đánh mạnh chứ. Wow, đánh mạnh lên. Ui, đánh đi, đánh mạnh lên. Ui ôi, thằng River nó đến rồi kìa em kìa. Mặt thằng River nó khinh người nhỉ, mặt đang toàn quay như khác thôi. Mặt này quần hồng. Ui, mày làm lạng rồi đấy. Ui, mày làm lạng rồi đấy hả? Bây giờ thằng này đánh nghiêng. Đánh mày, đánh chết trà mày đi. Ủa, đừng, đừng dùng vậy. Mày, em không không làm cái tích sư như mày. Cũng vẫn phải hát thằng chúng mày định làm lạng rồi đấy hả? Ôi trời ơi, đánh em trước hả? Có súng đụa không em? Bây giờ chúng mày định làm lạng, mày thích toang hả? Không làm ăn được cái gì, chúng mày còn vớ vẩn. Ô đừng còn đi lôi lại tao nữa. Tao đang tỉnh. Nó đánh em trước đi. Đánh em trước. Chết thằng này nhá. Mày ganh ghé đi. Tao đi sao tao nghe hết rồi mày ganh ghé gì? Gì mà cái người đã. Mày đã không làm cái gì mày còn ganh ghé gì hả? Anh bố cái tội đi kiếm con mồi kiếm được mấy cái tên ghé. Anh em nó còn bé rồi tôi anh tha cho nó. Nó bé hay bé? Hả? Mày ganh ghé gì? Anh ta đi. Đánh nhau. Đánh nhau. Nó đánh em trước. Bây giờ chúng mày cưỡi lên đầu lên cổ tao ngồi hết rồi đấy. Ừ. Cái gì vậy mà? Anh ấy thì mới vào nó không biết anh chúng mày lằng nhằng chúng mày vớ va vớ vẩn vất va vất vờ. Thằng này vớ thơ thần đấy. Đáng chuyện nhỉ. Thằng này nó bé nó đánh nhau cái gì? Anh bổ qua thằng nó còn trẻ con nó chưa biết gì. Đánh nhau đấy. Đánh nhau. Chúng mày đánh nhau ấy. Thằng năm về rỗi. Đây là mày mà có bạn cho ở đây đừng tao tha cho mày. Không, riêng cái loại mày không làm cái tích sự gì. Tôi là trẻ con anh tha cho nó. Bao nhiêu ngày tháng mà mày vơ va vẩn. Kinh đấy. Vì bờ này có tổ chức làm thủ lĩnh đấy. Đấy. Anh xem mày vi va vi vô. Thằng ấy nó vừa mới gây em nó tức ở mấy em. Nó bỏ mày nữa. Em đi em mày mới va vơ vẩn đi đánh nhau. Em mới vào nó bảo là con thằng này thì ngu đần đi kiếm mồi cho tao cũng không kiếm này. Nó bảo là anh thương em có đố rồi. Nó làm nó thì kia nó bảo nó đánh em này. Bây giờ mày thích làm sao? Em làm sao hả? Mày thích chiến nhau thì chúng mày chiến tiếp đi. Nó chiến đi. Em vào nó 5 lít. Tao đây này. Ngoái năm nay mà năm nay nó nhớ dai nó vẫn đổi 5 lít này. Còn mày nữa. Mày vay nó mày không trả nó mày còn oan uổng cái gì nữa. Tại nó. Tại cái gì mà tại cái thằng này nữa. Cho nó vay tiền rồi cứ đuổi nó làm gì. Đúng rồi, mày cho nó vay mày đuổi cái gì. Cho nó vay thì cho nó luôn đi.
con thằng này vay tiền thì giả nữa đấy. Anh ơi, không phải là vay tiền là cho luôn phải không anh? Con thằng này anh ơi, anh mà tiền nong là phải sòng phẳng. Anh một cái mà tiền nong là phải sòng phẳng. Không phẳng cái mặt mày mà sòng phẳng, có mặt phẳng là cái mặt này. Phẳng cái gì? Phẳng xuống dưới ao thì nước nó phẳng rồi. Vay nè. Tao trên hết đồ mày trả. River kinh đấy. Ôi thằng River này. Hết nợ ăn chân dầm. Không trả được gì hết nợ chứ làm sao. River này giá huấn được đấy. Giá nó thì không giả tao được. Tao thì phải tao túng tiền. Không tiền à? Vậy mà anh bảo sắp bán điên. À anh ơi. Nhưng mà hôm qua nó nợ anh 2 lít nữa. Em nợ anh 2 lít à? Em nợ anh 2 lít thì phải giá anh 3 lít. Còn nó nợ mày 5 lít thì nó phải giá anh 5 lít. Nó bảo là rồi. Vay thì cái gì đúng không? Vâng. Nét chưa? Nét chuẩn. Con thằng này. Mày còn cứ ở đây mà vật và vật vờ vật vã ở đây. Phấn này thằng năm rưỡi bỏ đi thì. Tao rồi. Năm rưỡi mà. Nhìn em là anh nếu không. Mày không làm được nữa thì mày phấn. Ủa đuổi rồi. Đuổi rồi. Em đi. Mày thích đi được, mày đi đi luôn đi. Được rồi. Bách. Bố đi nhầm đường. Mình phải đi theo thằng Năm. Vâng, thì bây giờ chị em mình đi theo nó xem nó đi đâu. Bây giờ nó bỏ thằng kia rồi thì em cặp đất mà ăn à chị nhỉ. Đúng rồi. Con người khổ thân bây giờ thì thường. Bây giờ hai mình đi theo mình gọi nó về đi. Ừ, về cho nó miếng một ít cơm con cún nhà em nó không ăn hết em sợ nó thiêu. À nhà tao có ít xương cá tao không có tao gỡ ra để lại. Ừ chứ không để nó thiêu mất. À còn mấy thấy. Còn mấy cục xương nữa. Khổ thân. Còn mấy cục xương hôm qua tao gặp hết thịt rồi thì hôm nay cho nó cũng được. Ừ, cũng được. Ừ. Ok. Ê, chứ. Gặp thằng Năm. Ui, ôi gặp thằng Năm à? Gặp xa thế? Oh my god. Tao gặp nhau vô duyên đấy. Nhỉ? Thằng này chắc nó vẫn cay cay cái vụ. Gặp nhau thì phải vồ vập từ lúc nào cơ chứ tự dưng gặp luôn. Vô duyên nhỉ? Hình như nó cũng theo dõi thằng Năm à? Oh my god. Cũng bị theo dõi. Wow. Thằng này chắc nó cay thằng Năm lắm. Hôm qua mới thấy là thế là mình không chỉ có một mình theo dõi thằng Năm mà cả thằng nói vật đấy nữa. À phải làm rồi xin biết cho nó cũng thích. Vua lì đòn luôn càng đấy. Ô mày ly này. Mày ly này. Mày ly này. Mày ly này. Khổ thân là mẹ. Ly chưa. Ở mấy thằng River không hả? Ê thằng này tính ra khổ nhỉ. Ở thằng River mặc quần cũng rách. Khổ thân. Có cái quần rách thôi. Mà về đấy tưởng nó thay cho quần mới. Ai ngờ nó cũng không thay. Nó chỉ chờ thôi. Ôi dồi. À bây giờ nó có người mới thôi. Có mới nơi cũ mà. Có cái nịt. Ai em sai này nó cay. Còn đâu. Hôm qua còn người vào đánh nó cơ mà. Hôm nay cũng không đi theo. Ui dồi. Này sai nó lôi nó xách như nhái. Có cứu không em? Mình có cứu không? Cứu làm sao được. Thật quái vật này nó mạnh lắm. Mình bây giờ mình chỉ có cách là để nó bắt thôi. Xong mình gọi cứu đi cứu. Chứ mình không cứu đâu. Ôi quỳ luôn rồi. Thằng này suốt ngày quỳ nhỉ. Khổ nhỉ. Quỳ từ thằng River sang thành quái vật. Hèn nhỉ. Hèn nhỉ. Ôi dồi ôi. Đánh lên đánh xuống đánh rụng bờ ao. Đánh về thì rụng hết tóc đầu rồi. Ôi dồi ôi. Ủa thân thằng bé á. Chuẩn bị này, và phát nữa này. Ôi dồi ôi dồi ôi. Ủa, muốn nhét. Phát này chuẩn bị này. Bụp. Bụp phát nữa. Phát. Quỳ thẳng luôn, bắt đã quỳ còn bắt quỳ thẳng nữa. Tính ra cái thằng đầu lâu này cũng bố đời ấy. Ôi dồi ôi. Ôi khổ thân khổ tội thân nghiệp. Khổ thân xót xa, đau lòng. Thương em. Thương quá.
Sao mà nó đi đâu nó không bị đánh vậy gì? Khổ thân tội nghiệp thế nhỉ. Khổ thân. Ôi bây giờ mà thằng Năm này sau dạo này nó yếu quá. Ngày xưa nó khỏe cơ. Ngày xưa nó mạnh mẽ lắm. Càng ngày nó càng yếu. Ui. Những quả đánh chấn động địa cầu. Sao? Vâng. Đứng dậy rồi, tiếp được. Chọi à? Chọi châu à? Oh my god, thật đấy. Ui dồi, cái này tăng rồi. Ui dồi. Em ơi, tình hình này là khổ thân lắm. Em thân thương nó. Ui, nó không dậy được luôn rồi. Nó không cơ được rồi. Cứu nó đi em ơi. Chị nghĩ là phải cứu nó thôi. Thằng kia, mày, em thấy sức mạnh đi. Ôi ôi, Năm ơi, ổn không em? Ổn không? Em ổn không? Ổn không? Em tính đây đi. Em ơi, cẩn thận. Trời ơi, cẩn thận. Đánh nó đi. Đánh nó đi. Solo. Em luyện võ đi. Hay. Hay. Mày tưởng tao đánh cho mày à? Hay. Năm ơi, chạy đi em ơi. Chạy đi. Ôi, mày, con tao. Sao mày đáng sợ thế? Mày này. Ôi rồi. Em ơi sao không? Em ơi có sao không? Em ổn không? Ôi. Thế này Thành cứu người hại mình nha, làm ơn mắc oán sao? Mày kia mày. Ôi đau cái tay rồi. Bế thằng Năm đi luôn thôi. Bây giờ mình làm sao đây? Rình. Đi theo hả? Tao sợ nó lắm rồi, không nó khỏe thế. Em ơi, mình không cứu được đâu. Cứ biết nó ở đây đi đã, chắc là nó chỉ ở chỗ này thôi. Bây giờ tao mới đi về nhờ sự giúp đỡ. Bốn. Bốn. Biết ỉa chỗ nào mà ngửi. Không phải biết ỉa chỗ nào mà ngửi. Thằng Bảy nữa thay. Ui. Thằng Bảy thì éo lá. Chẳng là thích sự gì. Ôi mẹ ơi, bỏ đi về đi em ơi. Nó đuổi em kia.